Và bây giờ, quý vị một lần nữa, một tràng pháo tay cho Bosa Grande High School. Cảm ơn trường rất nhiều, hàng năm lúc nào cũng đóng góp cho chương trình lễ hội nhạc Giáng sinh tại Thương xá Phước Lộc Thọ, một điểm đóng góp rất lớn lao với cộng đồng người Việt. Quý vị đang theo dõi chương trình nhạc hội Giáng sinh tổ chức tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Còn nhiều màn trình diễn độc đáo lắm, và ít phút tới đây quý vị sẽ nhìn thấy lần đầu tiên trong lịch sử một dàn nhạc 65 người sẽ có mặt ngay trung tâm Thương xá Phước Lộc Thọ, một điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, có thể nói cả quận Cam từ hồi thành lập đến ngày nay luôn nữa. Chúng ta sẽ được dịp thưởng thức và chứng kiến một hình ảnh tuyệt vời nhất. Thế nhưng trước khi để dàn nhạc Oxford chuẩn bị, chúng tôi giới thiệu quý vị một chương trình múa nón rất là dễ thương của nhóm Tam Ca Áo Trắng từ trường trung học Western High School. Let's give it up to these amazing performers from Western High School. I think these are amazing talent. Come on up. Múa nón với nhạc phẩm Noel Noel với Tam Ca Áo Trắng. Mời các em. Thánh thót chuông đón mừng Noel.
Cảm ơn anh Trọng Thụy, Ricky thay mặt cho học khu Anaheim Union High School District là từ học từ lớp 7 đến lớp 12 và ngày hôm nay rất là hãnh diện và cộng tác với đài Little Saigon TV. Ricky cũng từng cộng tác cũng hồi xưa rồi, thì bây giờ là Ricky cũng rất là cảm ơn đài và cảm ơn người bảo trợ đã cho mười mấy cái bộ quần áo trình diễn ngày hôm nay. Xin mời chủ tiệm của chị Mai. Chị Mai là chủ tiệm là TTT nằm sau cuối ở Phúc Lộc Thọ là 146. Cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Xin cảm ơn chị, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, đó là Western High School với chúng ta xếp đến đây. Wow, quý vị nhìn thấy chưa? Yes, we have a very spectacular program for you today. And it was not made possible without the help of our sponsors. And we have one of the sponsors here today, so we would like to invite her up to the stage. That is Dr. Olivia Langhung from Family Fun Dental. Yes. Hello, chào cô. Hello, chào everyone. Today is so beautiful, so wonderful. They sing very well, they dance very well. So it's amazing. I never seen. Oh my God, too much people. Yeah, it's wonderful. Well, thank you so much for sponsoring the program today. Can you let us know why you sponsored it? I love children. I admire them. I respect them. And I love them. They're so wonderful. Yeah, they have a lot of talents. So beautiful, yeah. Well, thank you. On behalf of Little Saigon TV, thank you so much for sponsoring this program today. Thank you, anh. Thank you. Thank và thưa you quý vị, chương trình này cũng có những nhà bảo trợ Lan Hương. Yep. Cảm ơn bác sĩ. Xin mời chị Kelly Mack giới thiệu. Okay, so on behalf of all the sponsors, we want to acknowledge them. One of them would be the Yamaha, Toyota, Cup, Bowl, Jiao Et, Singapore, and Family Fun Dental. Amos Resort, Nha Trang, Việt Nam, Bao M Baguette, An Hinh Corporation. 7-Eleven, Jean and Kim Thu Jewelry, Anaheim Union High School District, Presso Tea, and CNC Fast Food. Yeah. Chương trình cũng nhận được sự bảo trợ của Việt Báo và Người Việt Daily News. All right, looking up on stage right now, you may think that it's a little bit chaotic, is that right? That's because this year, we, for the first time, have such a great and special guest. Lần đầu tiên như chúng tôi đã thưa trong lịch sử, không biết từ bao giờ, thế nhưng từ ngày thành lập mà từ ngày có thương xá Phước Lộc Thọ luôn. Mình cứ xem như từ 75 trở đi, chưa bao giờ có một chương trình trình diễn với nhiều thành viên của cả một dàn nhạc giao hưởng, 65 người tham dự trong lễ hội nhạc Giáng sinh, chưa bao giờ có. Yes, these 65 students are from the Oxford Academy Symphony Orchestra, and they represent all the schools in the Anaheim Union High School District, and it is comprised of the top musicians at Oxford Academy. They have performed at Carnegie Hall in New York and at the Segerstrom Concert Hall in Costa Mesa. Và có thể nói ở California, trường nhạc Oxford Academy Symphony Orchestra, dàn nhạc giao hưởng Oxford nổi tiếng và đại diện cho toàn thể dàn nhạc ở của các trường trung học Anaheim. Những em nào giỏi nhất của các trường trung học này được Oxford Academy mời vào làm thành viên của dàn nhạc. Và đó là lý do cả dàn nhạc đã từng trình diễn tại một trong những hí viện nổi tiếng nhất thế giới, Carnegie Hall ở New York, và ở tại quận Cam trình diễn của Segerstrom Costa Mesa, cho nên đó là một niềm hãnh diện vô cùng cho cộng đồng người Việt của chúng ta cũng như các cộng đồng để được thưởng thức một dàn trình diễn đặc biệt như ngày hôm nay. You are in for a special surprise today.
Once again, please give a big round of applause to Oxford Academy Symphony Orchestra. Xin quý vị trùng tràng pháo tay thật lớn ạ. Và bây giờ là màn trình diễn đặc biệt Oxford Academy Orchestra.